Lan này, Lan này. Tí gom hết cái chai này lại nhé. Duy ơi, cái quả lúc nãy đá phá nó thẳng lên luôn. Đừng có lưng khưng. Thank you.
Xe ngôn đi. Vâng, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho đội MEA3. Chồng ngược xe đạp cho đi thi đấu quốc tế luôn. Treo thôi.
hai quả lớn rồi. Và chăm mưa lại này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.